tam thế là quá khứ hiện tại chị lai like. quý vị tạo nghiệp như thế nào thì có quả báo như thế đó nghiệp duyên quả báo không sai tí nào Tất cả chúng sanh Tâm có sở niệm Tất cả chúng sanh trong biến pháp giới hư không giới Hướng gì là chư Phật Bồ Tát Chẳng ai không biết vì sao vậy vì tự tánh khởi tác dụng lý thể trong pháp giới hư không giới là một chân như tự tánh tự tánh năng sanh dạng pháp liên quan mật thiết với dạng pháp Chúng ta nói từng giờ từng phút Thời gian này vẫn quá dài Tình hình thực tế Thật là không thể nghĩ bàn Ý niệm cực kỳ di tế vừa động thì mười phương thế giới đều nhận được tin tức này quả báo không phải người khác sắp đặt thực tế mà nói thì không liên quan gì đến chư phật bồ tát không liên quan đến thiên thần không liên quan đến quỷ thần quả báo từ đâu mà có quả báo là do nghiệp lực của chính mình thành tựu. Như ở trước chúng ta đã học qua. Trong giảng sanh luận nói y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc có 29 loại trang nghiêm. 29 loại thành tựu là tự nhiên. Chúng ta khởi tâm động niệm là nhân quả báo tự nhiên hiện tiền cho nên nói tự làm tự chịu có người hoài nghi vì nghe nói địa ngục nhiều vô lượng vô biên sao lại nhiều như vậy tâm khởi một niệm địa ngục thì liền hiện một địa ngục. Chúng ta có bao nhiêu tâm địa ngục thì hiện ra bấy nhiêu địa ngục. Ý niệm đó không có cảnh dừng nên địa ngục cũng không có cảnh dừng. Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Tâm bất động thì mười pháp giới y chánh trang nghiêm cũng không có. Tâm động nó liền xuất hiện. Quý vị có thể thấy được nó tồn tại. Tâm bất động thì hoàn toàn không có. Đích thực giống như màn hình tivi vậy. Quý vị bấm nút mở nó liền hiện ra. nó không có không phải thật không có nó có cũng không phải thật có đây là chân tướng sự thật nhất định phải hiểu cho rõ ràng minh bạch thì đường đạo bồ đề không có chướng ngại không có hoài nghi rất thuận lợi không có chút chướng ngại nào nên nghiệp là hoạt động hoạt động của thân khẩu ý chẳng thể không cẩn thận nhất định không thể tạo ác nghiệp tự làm tự chịu đặc biệt là không thể làm gương xấu cho đại chúng trong xã hội tội đó rất nặng người học mình càng nhiều thì tội mình càng thêm nặng nếu đọa vào địa ngục vô gián thì biết khi nào mới ra được Nghiệp nhân thứ nhất để ra khỏi luân hồi Là chúng ta đã có hồi tâm chuyển ý Có một chút giác ngộ Biết mình đã làm sai Như vậy sẽ có cơ hội ra khỏi địa ngục Tùy tự mình biết sai nhưng người bị hại vẫn tiếp tục bị hại trong tình huống này không thể ra khỏi được nhất định phải đợi đến những người bị chúng ta làm hại dần dần hồi phục sức khỏe của họ dần dần trở lại bình thường đây là điều kiện bên ngoài sám hối trong tâm và điều kiện bên ngoài nhất định phải phối hợp thì chúng ta mới có thể ra khỏi được. Ý nghĩa này rộng sâu vô cùng tận. Cho nên, mỗi loại lực của 10 điều này đều gọi là trí lực. Nó là trí huệ chân thật Trong kinh điển Đức Thế Tôn hiển thị sức mạnh Thành tựu 10 loại trí huệ của Như Lai Hiện nay gọi là năng lượng Năng lượng này có thể giúp tất cả chúng sanh giải quyết vấn đề ba đời nghiệp nhân tạo trong quá khứ thì đời này thọ báo đời này tạo nghiệp nhân thì đời sau thọ quả báo hoặc là nói đời sau nữa thọ báo khi nào thọ quả báo ở chỗ gặp duyên không giống nhau chúng ta tạo có nhân nhân gặp duyên liền khởi hiện hành đó gọi là thọ báo gọi là nhân duyên quả báo chẳng thể không cẩn thận bất luận là ai cũng không tránh được Giết người phải đền mạng Thiếu nợ thì phải trả nợ Sát hại Những chúng sanh có linh tánh lớn Thường bị báo ứng ở hiện đời rất nhanh trong sách sử có ghi chép chỉ cần chúng ta lưu ý một chút liền có thể thấy rất nhiều ví dụ điều này không hề giả Những thứ tất cả chúng sanh học Và tạo chuẩn chủ nghiệp khác nhau Chỉ xứ chính là nơi họ đạt được Chúng ta có thể nói là họ nhất định chiêu cảm lấy quả báo. Tu nhân nhất định chiêu cảm được quả. Đức Phật biết được. Chúng ta tu học Đời đời kiếp kiếp Trong quá khứ Được quả báo là duyên Trong A lại gia thức của mỗi người Nghiệp thức chủng tử vô lượng vô biên Vô cùng vô tận trong kinh đức phật nói rất hay nếu những nghiệp tập chủng tử này có thể tích thì thể tích này dù nhỏ nhỏ như hạt nguyên tử ngày nay vậy đức phật nói biến pháp giới hư không giới cũng không dung nạp được Có thật như vậy không? Là thật Nên biết chúng ta mỗi phút Khởi bao nhiêu ý niệm Bồ Tát Di Lặc nói Một ngàn sáu trăm triệu trong một giây Như vậy một ngày ta khởi bao nhiêu ý niệm một năm khởi bao nhiêu ý niệm suốt đời khởi bao nhiêu ý niệm còn có đời trước từ vô thị kiếp trong quá khứ đức phật nói lời này không hề hư vọng nhiều nghiệp tập chủng tử như vậy mỗi nghiệp tập chủng tử khi gặp duyên đều có quả báo khi thọ quả báo lại tạo nghiệp nghiệp tập chủng tử chỉ có gia tăng không có giảm ít quý vị nghĩ xem đáng sợ biết bao không dừng được Người tu hành chân chánh Đều y theo giáo huấn của Phật để tu hành Họ biết dừng lại Họ hiểu được đạo lý này Nên biết tâm chúng ta Cần phải như nước không gợn sóng vậy Phải thanh tịnh bớt động Đây chính là nói công phu tu hành Đây là tam muội là công phu thiền định Định ở một nơi. Không để họ tạo nghiệp. Nguyên tắc chung cương lãnh chung chính là trên đề kinh vô lượng thọ, định ở nơi thanh tịnh. Định ở nơi bình đẳng. Định ở giác giác mà không mê đây là nguyên tắc chung cương lĩnh chung là chánh giác tịnh chánh giác tịnh tuy là ba điều nhưng sự liên quan của nó rất mật thiết một cái đạt được thì cả ba đều đạt được Người giác ngộ Làm gì có không chánh Làm gì có không định Không chánh không định Làm sao giác được Người tâm địa thanh tịnh Nhất định có định Định khởi tác dụng Nhất định là huệ Nhất định là giác Nên ở đây là một mà ba Ba mà một Tu một cái nhưng cả ba cái đều đạt được Chư Phật Như Lai và chư vị Tổ Sư Dạy chúng ta dừng lại một nơi chế tâm một chỗ là vô cùng chính xác đây là lời chân thật không hề giả dối ngày nay chúng ta nên để ý niệm trên phật a di đà Mục tiêu chắc chắn ở thế giới cực lạc Nhất tâm nhất ý Cầu sanh tịnh độ Cuốn kinh vô lượng thọ này Giới thiệu thế giới Tây Phương cực lạc là cuốn sách nói rõ về lý sự nhân quả sau khi chúng ta đọc rồi đối với thế giới tây phương cực lạc rõ như trong lòng bàn tay biết được thế giới cực lạc là tất cả chư phật giới thiệu pháp môn thành đạo cứu cánh cho pháp giới chúng sanh pháp môn này đơn giản dễ ổn thỏa và nhanh thành tựu lại rất thù thắng mỗi người đều có thể tu người người đều có thể thành tựu vậy sao không học chư vị tổ sư dạy nếu chúng ta phát lòng tin chân thật và nguyện thiết tha một lòng xưng niệm sẽ có năng lực nhiếp lấy vô lượng tôn đức của phật a di đà trở thành công đức chính mình Như vậy, giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc không khó. Chẳng những nhất định giảng sanh mà giảng sanh thế giới cực lạc có phẩm vị rất cao. Cần nên học. Đây là nói đoạn phiền não. Tập khí phiền não nhất định phải buông bỏ buồn bỏ mới có thể thâm nhập kinh tạng kinh tạng chính là cuốn kinh vô lượng thọ này và chú giải của cư sĩ hoàng niệm tổ chính là cuốn này thứ ba thuyết chướng đạo vô sở úy phật ư đại chúng trung thuyết cảm nghiệp đẳng chư chướng pháp nhi vô úy tâm chướng đạo chướng là chướng ngại những gì là chướng ngại mê hoặc là chướng ngại tạo nghiệp là chướng ngại hoặc chính là vô minh nghiệp thì phân biệt chớp trước đều là nghiệp nghiệp là tạo ra khi đang tạo ra là sự chúng ta gọi nó là sự sau khi tạo xong thì gọi nó là nghiệp nghiệp là nguyên nhân thứ nhất của quả báo đức phật có thể nói rõ ràng điều này vô minh chứng đạo chướng điều gì chướng ngại sự khai ngộ chướng ngại sự tu hành vô minh là không có trí huệ nên chướng ngại chúng ta tu hành chướng ngại ta đạt định nghĩa là chướng ngại ta được tâm thanh tịnh và chướng ngại ta chứng quả trong phát môn niệm phật thì chướng ngại ta giảng sanh điều này phiền phức chăng nên người niệm phật nhất định phải cầu trí huệ tu hành phải phối hợp mật thiết với kinh giáo những gì trong kinh giáo nói chúng ta đều phải thực hiện nó mới được chúng ta nghe hiểu nghe hiểu nhưng không thể thực hành nó thì không có lợi ích à, nghe hiểu rồi có thể thực hành mới thực sự được lợi ích lợi ích này chính là oai thần bổ nguyện của phật a di đà gia trì chúng ta đã tiếp nhận và có cảm ứng nếu nghe hiểu nhưng không làm được vẫn là một loại chướng ngại như vậy chúng ta hiểu được tính nguyện hạnh thì hạnh quan trọng biết bao hạnh nghĩa là đem những lý luận trong kinh điển nói biến thành tư tưởng kiến giải của mình tư tưởng kiến giải của chúng ta là chánh tri chánh kiến cách nhìn cách nghĩ không giống với kinh điển là tà tri tà kiến chuyển tà thành chánh cần phải dựa vào kinh giáo lấy kinh giáo làm tiêu chuẩn không có tiêu chuẩn thì chuyển bằng cách nào dựa vào đâu để chuyển dựa vào tiêu chuẩn này để chuyển nghe kinh, phải nghe như thế nào mới thật sự hiểu được các bậc cổ đức dạy, tâm chân thành, tâm cung kính. ấn quang đại sư dạy mọi người một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích hay nói cách khác không có tâm thành kính thì dù ngày ngày nghe kinh nghe đến cả trăm năm cũng không được lợi ích vì sao vậy vì quý vị coi nó như trò đùa không siêng năng như vậy làm sao được lợi ích tầm chân thành từ đâu mà có từ việc hiếu thảo với cha mẹ người bây giờ rất khó vì sao vậy vì không còn ai dạy về hiếu thảo từ nhỏ chưa học cha mẹ chúng ta cũng không dạy không ai làm tấm gương hiếu thảo để chúng ta noi theo cũng không ai dùng lời nói để dạy vì thế quý vị không hiểu hiếu đạo cũng không thể trách quý vị. Như trong kinh này, Đức Phật nói, tiền nhân bớt thiện, tiền nhân là cha mẹ, tổ phụ mẫu, tăng tổ phụ mẫu, thậm chí là cao tổ phụ mẫu. Họ đều đã lãng quên và không nỗ lực dạy quý vị họ không phải không biết điều này mà là họ lơ là ngày nay quý vị phạm những lỗi lầm này đều nên tha thứ không nên trách cứ quý vị chư phật bồ tát có lòng thương xót nhưng khi chúng ta đến ba bốn mươi tuổi đến tuổi già mới nghe được giáo huấn của phật mới biết thì ra có điều này thật hiếm có thật không dễ Sau khi nghe xong Có thể ngộ nhập bao nhiêu Đó là tâm biết xấu hổ Và tâm biết sám hối của chúng ta Từ đây chúng ta có thể đạt được Vì chúng ta thật tâm sám hối Thật biết xấu hổ Nên đã bù đắp cho tâm cung kính Có được một chút như vậy thì quý vị thật sự nghe hiểu được một chút từ đây dần dần trưởng dưỡng kiên trì không bỏ tìm tâm thành kính của chúng ta trở về đây là gì đây là chân tâm của mình tất cả pháp mà đức phật dạy đều từ chân tâm hiển lộ ra chỉ có dùng chân tâm mới có thể tiếp nhận họ còn dùng vọng tâm không tương ưng với họ được Dù họ giảng có nhiều bao nhiêu Cũng chỉ hoài công Một câu cũng không nghe lọt vào tai Chân tâm đối với chân tâm Thì pháp này sẽ truyền cho quý vị Và thật đã đạt được Nên hoặc nghiệp chướng đạo Nói về nó một cách rõ ràng Là khởi tâm động niệm Phân biệt chớp trước Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Khởi tâm động niệm là hoặc Phân biệt chấp trước là nghiệp Chúng ta chỉ cần có ba thứ này Thì việc tu học Phật Pháp sẽ rất khó Vì sao vậy? Vì có ba thứ này Thì tâm quý vị không thành, không kính, không có chân thành cung kính đức phật có thể đem điều này nói một cách rõ ràng minh bạch không sợ hãi điều gì vì sao vậy vì ngài hoàn toàn không có những chướng ngại này ngài đã đoạn tận tất cả Điều thứ tư sau cùng là Thuyết tận khổ đạo vô sở úy Phật ư đại chúng trung Thuyết giới định tuệ đẳng Chư tận khổ chi chánh đạo Nhi vô úy tâm Thị danh tứ vô úy Đây là gì? Ở trước là biết khổ Phương pháp nào có thể đoạn tận khổ? đây chính là tận khổ đạo phương pháp này chính là tam học giới định tuệ tam học lục độ thập nguyện của phổ hiền bồ tát tam học là tổng cương lĩnh tất cả phật pháp không rời tam học nên quý vị thấy đại tạng kinh phương pháp biên tập của nó là kinh luật luận luật là giới học kinh là định học luận là huệ học không rời được ba cương lĩnh lớn này nếu chúng bỏ giới không trì giới điều này không thể được không trì giới làm sao có thể được định Tâm thanh tịnh là định, tâm bình đẳng là định. Không trì giới thì không thể phục hồi thanh tịnh bình đẳng. Không có thanh tịnh bình đẳng thì trí huệ không khai mở. Giác ở đằng sau là đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh là chữ giác trong thanh tịnh bình đẳng giác. Thành tịnh bình đẳng giác hiện tiền Quả báo chính là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Ở trên đề Kinh Đại Thừa là tự tánh vốn đầy đủ trí huệ bát nhã Vô Lượng Thọ là Đức Trang Nghiêm là Tướng Hảo Quý vị xem trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai trí huệ của như lai là đại thừa đức là vô lượng thọ tướng là trang nghiêm tất cả đều ở trên đề kinh so uh -huh.